Bác cho con hỏi là trước đây tụi con có biết là ở viện nghiên cứu Phật học á, có trường hợp là có một vị giả tăng tên là Thích Phước Nguyên, thậm chí là chưa thọ giới sa di luôn mà được lại được đề cử là để mà đứng ra giảng dạy cho các tăng ni. Rồi ông này còn mạo danh là viện nghiên cứu Phật học để mà in một số bộ sách luận trong Phật học. Sau đó là bị nhà nước phát hiện ra, bị nhân dân phát hiện ra và ông này đã bị đuổi ra khỏi viện nghiên cứu Phật học. Trong khi đó, viện nghiên cứu Phật học thì lại đánh giá bộ sách của bác là đầy sạn, đầy sỏi, là tâm thần hoang tưởng. À mà con không nói là viện, mà con nói là ông viện phó của viện, là ông Thích Nhật Từ đã đánh giá điều đó về bác. Bác cho con hỏi, viện nghiên cứu thì lại cho một kẻ giả sư vào làm chuyện sằng bậy trong viện. Viện phó thì đề cử kẻ giả sư đó, trong khi đó họ lại đi chê sách của bác. Thì bác nghĩ coi, trường hợp này nên đánh giá những người đó như thế nào ạ? À? Đây là đánh giá theo bác đánh đó, đây là một tiểu nhân, không phải là người quân tử. Nếu mà cái chuyện này nó xảy ra bằng sự thật thì tụi con cung cấp đi. Bác sẽ nhờ luật sư giỏi nhất kiện cái ông này nè ra tòa. Thấy không? Bác không khả năng kiện ông này, nhưng bác phải thuê cái ông luật sư nào giỏi nhất kiện cái này ra tòa. Nếu có chứng cứ đàng hoàng. Thấy không? Bởi vì luật pháp tòa án là phải chứng cứ. Chứng cứ được được nhờ nhà nước công nhận thì đương nhiên là tòa án phải thực thi. Chính quyền công lý phải được thực thi cái này. Thấy không? Rồi thì nếu có phần này thì nếu mà còn có cung cấp rõ ràng giúp bác thì bác rất cảm ơn, bác sẽ thực hiện cái này liền. Bởi vì nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa không có gì mà làm ngoài luật pháp được hết. Dù ai cũng vậy, phải phải khép khép mình trong luật pháp chứ không có thể chà đạp luật pháp được như thế này. Anh giàu anh nghèo tôi không biết, nhưng mà điều anh vi phạm cỡ nào anh cũng bị hết. Để vừa rồi nhà nước của mình có bao nhiêu người mà cũng có danh phận cũng bị ở tù như thế được. Bác Nguyễn Phú Trọng cũng từng có nói này, chết gì cũng vì tiền nè, ở tù cũng vì tiền nè, trên trái đất này không có gì mà ngoài gì tiền hết. Giờ ông Thích Nhật Từ mà ông nói chú này kia nọ cũng vì tiền thôi chứ gì trời. Ông không có tiền cũng dám nói cái này đâu. Ông ý ông có tiền rồi, ông ý ông có tiền ông mới nói chú vậy thôi. Chứ nếu mà con cung cấp đủ thì chú nhờ sẽ luật sư sẽ giúp cho chú cái phần này. Khi mà cái Thiền Tông ra đời là nên nhớ là người mà chủ trương đưa cái Thiền Tông ra đây là không khiếp nhược nha, không quỳ lễ ai, không khiếp nhược ai, đi bất cứ chông gai nào cũng phải vượt qua, đồi núi nào cũng cũng qua cho được, chứ không có từ bỏ bất cứ cái gì hết. Mới là người gan dạ dám dám phổ biến cái này ra, còn người không gan dạ hoàn toàn không dám cái này. Rồi con hỏi tiếp đi.